Hello, xin chào các bạn. Các bạn có thể thấy tiêu đề đó chính là nước hoa Việt Nam. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau quay trở lại với La Pose, một thương hiệu mà mình luôn nói rằng mình muốn đồng hành nhờ sức ảnh hưởng của mình để có thể giới thiệu La Pose tới với mọi người. Và từ đó thì mọi người có thể ủng hộ thương hiệu Việt. Và đây là một trong những thương hiệu mà mình rất muốn giới thiệu nhiều tới mọi người. Tại vì từ đội ngũ cho đến người đứng đầu của thương hiệu Việt này, họ thực sự rất tâm huyết với các sản phẩm mà họ làm ra. Các bạn cũng có thể xem lại những cái video mình cũng đã nói về thương hiệu La Pose rồi, từ ý nghĩa cho đến tất cả những sản phẩm của họ. Và sau một cái thời gian, mình và La Pose chia sẻ với nhau rằng nếu như các bạn có thể làm được một mùi hương mùa đông dành cho các bạn ở miền Bắc, đặc biệt là có nốt hương thuốc lá, thì các bạn hãy cho ra một sáng tạo như vậy. Tại vì mình có thử những sản phẩm sữa tắm của La Pose thì cũng thấy rất là ok, đặc biệt là con cognac này, cũng như là con Flame Tobacco. Và trên tay mình đây đang là Flame Tobacco. Và cái phiên bản này là một cái phiên bản đặc biệt sản xuất riêng cho tôi với cái tên là Special for Kiên Trần. Nhưng bây giờ các bạn cũng có thể dễ dàng tìm kiếm chai nước hoa này ở cái phần phía dưới phần mô tả. Và bên cạnh đó, nếu như những bạn nào đang ở Hà Nội thì các bạn có thể đến cái shop đằng cu em mình, của cu em Triệu, thì các bạn cũng có thể đến đấy. Đấy là nơi La Pose để những sản phẩm của họ, để có thể dễ dàng tiếp cận với những người không có cơ hội trải nghiệm ở trong miền Nam. Thì ở ngoài miền Bắc thì có một vài địa chỉ các bạn có thể qua thử, thì cũng sẽ để link ở phía dưới để cho các bạn có thể thử. Và hãy cùng nhau xem đánh giá một cách khách quan, đó là Flame Tobacco có phải là một mùi hương không nên bỏ lỡ vào năm 2023 hay không nhá. Đầu tiên thì chúng ta cùng nhau ngó qua về thiết kế. Các bạn có thể nhìn thấy ở trên kệ của mình, ở hàng thứ hai từ trên xuống, nó có hai chai của La Pose. Về hai thiết kế của hai chai đấy thì mình khá là ok. Còn đối với chai này thì theo như chia sẻ từ La Pose thì họ cũng đang chưa thực sự ưng ý lắm với cái phần thiết kế của cái chai nước hoa này. Và cá nhân tôi thì tôi cũng thấy rằng là nó khá là có phần hơi sơ sài về thiết kế. Hy vọng là sau này họ có thể cải thiện một cái thiết kế trông đẹp mắt hơn, hoặc là một bộ sưu tập mùa đông ra thuộc thuốc lá cùng với vanilla gì đó, thì họ có thể ra một bộ sưu tập riêng với một cái thiết kế chỉn chu hơn. Còn về cái phần vòi xịt thì đây, mình sẽ xịt cho đây cho các bạn nhìn thấy này. Vòi xịt thì nó cũng ở mức trung bình thôi, không phải gọi là quá tốt nhưng mà cũng không đến nỗi quá tệ. Còn về phần chai thì nó là hơi xấu. Đấy, một cái điểm trừ nhá, trừ với La Pose. Nếu mà team La Pose xem được thì đây là một điểm trừ. Đấy là điểm trừ đầu tiên. Thế thì chúng ta cùng nhau đi phần mùi hương để xem chúng ta có những điểm trừ nào tiếp theo nhá. Thì Flame Tobacco nó là một trong những mùi hương được làm từ một cái mùi sữa tắm. Tại vì có nhiều buổi live mình có khoe về chai nước hoa này, và mình có nói rằng mình đang thử chai nước hoa này để làm review ở trên nền tảng TikTok. Thì có nhiều bạn bảo là em có thử qua sữa tắm của Flame Tobacco thì em khá là thích bởi cái bay mùi ngọt. Nhưng mà em có một cái thắc mắc rằng nếu như nước hoa thì nó có dễ ngửi và ngọt như vậy không? Câu trả lời rằng không, chắc chắn rằng không. Tại vì khi mà các bạn sử dụng một cái bay mùi là sữa tắm thì nó sẽ có một cái độ ẩm mà nó không có cái mùi của cồn quá rõ rệt. Đặc biệt là với cái vai mùi như này, khi mà mix cùng với cái dung dịch ở đây là cồn là chính, thì nó sẽ tạo ra một cái bay mùi rất nặng và thậm chí rằng hơi hardcore một tí dành cho những bạn nào mà chưa dùng nước hoa quá nhiều. Đó. Thì cụ thể Flame Tobacco khi các bạn vừa mới xịt ra ở trên da thì các bạn nhận thấy một cái mùi gia vị cay nóng rất rõ rệt. Cảm giác khi các bạn ngửi đôi khi các bạn bị choáng choáng, nó như kiểu là các bạn lần đầu tiên hút thuốc lào, hay là kiểu lần đầu tiên hút thuốc lá các bạn sẽ bị say theo đúng cái nghĩa đen luôn. Đó. Cái tiếp theo đó là ở cái phần top note của Flame Tobacco ấy, nó gợi nhớ cho mình một cái cảm giác khi mà mình đi vào một cái kho hàng. Một cái kho đấy nó hẹp, nó bé đâu đó 10m2 mà tròn rất nhiều thuốc. Và mùi thuốc khi mà nó kết hợp với mùi nhiệt độ nóng, nó sẽ khi các bạn mở cửa sổ ra nó sẽ ùa ra, và nó sẽ đánh tan đấm thẳng một cách cực kỳ dữ dội vào cái mũi của bạn, và làm cho các bạn ngột ngạt ở trong cái mùi hương đấy. Thì đấy là một cái mở đầu top note của Flame Tobacco. Và chắc chắn rồi, cái hiệu ứng này nó làm mình nghĩ ngay tới một chai nước hoa, đó chính là Mancera Red Tobacco. Khi mà cái hai hiệu ứng của top note của hai chai nước hoa này nó tạo ra rất giống nhau. Một cái cảm giác hừng hực, vitamin hung hăng. Nó giống như kiểu là những cái điếu thuốc nó đang
cháy đỏ vừa mới châm lửa vậy. Thì flame nó cũng là theo cái ý nghĩa là ngọn lửa, và red tobacco và thuốc lá đỏ thì mình nghĩ là nó cũng sẽ có liên quan đến nhau. Và cái tiếp theo đó chính là sau khoảng tầm 15 cho đến 20 phút thì các bạn mới thấy những nốt hương khác bắt đầu xuất hiện. Cái này thì thường thường các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ chỉ cái top nốt nó sẽ chỉ đâu đó tầm 5-10 phút thôi. Nhưng mà riêng với flame tobacco, cái sự chuyển biến mùi hương nó khá là chậm rãi. Và một cái tiếp nữa đó chính là nó tạo nên một cái mùi hương thuốc lá khô rất rõ rệt. Cái thuốc lá khô này nó giống như kiểu là khi mà cái giai đoạn top nốt nó trôi qua, nó giống như kiểu là các bạn cầm bật lửa các bạn đốt ấy, thì các bạn sẽ cháy ở cái phần vỏ thuốc trước, xong rồi bắt đầu mới bén vào một thuốc. Và lúc này thì cái mùi thuốc lá của flame tobacco nó lên, nó là mùi thuốc lá khô. Và khi mà các bạn có thể nhìn thấy thêm ở trang chai nước hoa này, các bạn nhìn nốt hương nhé, nó sẽ có mật ong amber đó. Và mật ong amber ở đây thì phải đâu đó tầm nửa tiếng đến một tiếng mới xuất hiện. Và mật ong cùng với amber ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là sự kết hợp này khi mà mix cùng với thuốc lá, nó sẽ làm ta nghĩ tới những chai như kiểu Pu Havan của Thierry Mugler, nó làm ta nghĩ tới những chai như kiểu là Nasot của nhà Sherop. Nhưng mật ong cũng như là amber và trái cây chín ở đây ấy, nó không hề mượt mà một xíu nào. Nó không có độ sánh, nó không có độ dính, kết dính thuốc lá cùng với mật ong lại với nhau. Mà thuốc lá mật ong ở đây nó cảm giác nó như kiểu nó chỉ một cái lớp dầu phết ở ngoài vậy. Rất nhẹ, rất ít. Và mùi chủ điểm vẫn là mùi thuốc lá khô mix cùng cái nét cay ấm. Và cái nét cay ấm này nó sẽ xuyên suốt từ đầu tới cuối. Thế nên đây sẽ không phải là một cái mùi thuốc lá ngọt ngào, nịnh mũi dành cho những người mới dùng nước hoa, đặc biệt là mới sử dụng những chai nước hoa có nhóm mùi thuốc lá. Vì khi mà muốn làm thuốc lá tiếp cận đám đông ấy, thì đa phần đều là thuốc lá ngọt, thuốc lá vanilla, thuốc lá amber, thuốc lá cùng mix cùng trái cây, hay là thuốc lá mix cùng mật ong. Nhưng mình đánh giá ở La Pose, đây có thể là một cái nước đi nó có phần hơi khó tiếp cận thị trường, nhưng nó sẽ thể hiện một cái tôi rất lớn ở những cái sản phẩm của Việt Nam. Mình tin chắc là không phải sản phẩm Việt Nam nào cũng có cái hơi hướng làm thuốc lá một cái cách gai góc rõ rệt, và nó định hình đúng cái hình ảnh thuốc lá ngoài đời sống hàng ngày. Đó chính là thuốc lá phải gắn liền với sự gai góc, gắn liền với sự từng trải, gắn liền với cái sự nam tính mạnh mẽ của những người đàn ông, chứ không phải là thuốc lá được làm kiểu sang trọng quý phái của những anh chàng mặc suit xong rồi hút kiểu vài cái điếu tẩu đấy là thứ. Nó không phải. Tại vì chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh thuốc lá nó xuất hiện rất nhiều phương diện khác nhau. Ví dụ nhá, nếu như các bạn xem những cái bộ phim nó liên quan đến lao động chẳng hạn, nó liên quan đến những cái thời kỳ gian khó, thì người ta có thể như kiểu ở phim Sóng ở đáy sông, nhân vật núi sau khi gặp phải những khó khăn thì anh ta chỉ đơn giản là ngồi một chỗ hút một điếu thuốc. Các bạn nhìn đấy, đó là một cái hình ảnh người đàn ông rất từng trải, người ta sử dụng điếu thuốc để vượt qua một cái thời khắc, một cái khoảnh khắc về tâm trạng không được tốt, những khó khăn thất bại. Nhưng mà bên cạnh đó thì trong những cái bộ phim rất là hào nhoáng nói về những gia tộc giàu có thì thuốc lá nó lại xuất hiện ở dưới những cái điếu xì gà, nó lại là một cái hình dáng khác. Nhưng ở flame tobacco thì mình nghĩ rằng là thuốc lá nó xuất hiện ở dưới hình ảnh nó là một cái sự gai góc, một cái sự từng trải có phần hơi hoang dã đấy, của những người đàn ông nhiều hơn. Và mình tin rằng đây mới là khía cạnh thực sự mà thuốc lá muốn thể hiện, chứ không chỉ đơn giản là thuốc lá nịnh mũi thơm tho. Và với mình thì mình đánh giá flame tobacco của La Pose là một trong những mùi thuốc lá rất ok, hay, sáng tạo, có cá tính, và cái nét ngọt cũng có xuất hiện, gọi là vừa đủ để tránh cái việc là thuốc lá quá hardcore cho tất cả mọi người. Thế nên với mình thì mình cực kỳ thích flame tobacco của La Pose. Và câu hỏi tiếp theo đó chính là flame tobacco thì nó sẽ hợp với thời tiết cụ thể như thế nào, và cái phong cách ăn mặc ra sao. Thì nói thẳng luôn với các bạn, mùi hương này mình khuyến khích là chỉ nên mặc dưới 20 độ nhé. Khuyến khích một câu chân thành, chỉ nên mặc dưới 20 độ. Các bạn đừng xịt mùi hương này với cái thời tiết 25 cho đến 30 độ, vì chắc chắn rằng các bạn sẽ tăng sông. Nó khá là giống cái thời điểm khuyên dùng với red tobacco, nói thẳng là như thế. Và một cái nữa đó là về cái phần hiệu năng của em này, thì mùi hương này lưu đâu đó trên da mình trung bình là 6 tiếng.
Đây là một cái mà mình cũng khá bất ngờ so với những sản phẩm còn lại của La Poche đã từng thử qua. Và cái độ tỏa hương của con này rất tốt, đặc biệt là cái hiệu ứng nóng dâm gian, kiểu một điếu thuốc đang cháy để cạnh da vậy. Lúc nào mình có thể ngửi thấy mùi hương, đó là độ tỏa tầm một cánh tay quay đầu. Vỗ tay, khen ngợi. Tốt, rất tốt. Và cái phong cách ăn mặc, mình nghĩ rằng là sẽ là những anh chàng rất phong trần. Sự phong trần nó thể hiện từ cái phong cách thời trang, có thể là một chiếc quần jean, một chiếc áo phông, ở bên trong các bạn khoác những chiếc denim với một cái khuôn mặt góc cạnh. Nó không phải là thứ khuôn mặt mà được skin care che đi những cái lớp khuyết điểm hay là làm sao để có thể có một làn da sáng bóng, mà những người đàn ông ở đây mặc mùi hương của Flame Tobacco, nó sẽ nghĩ tới những người đàn ông có những nếp nhăn, một cái làn da có phần hơi sạm đi bởi cái sự sương gió. Thì Flame Tobacco thể hiện rõ ràng điều đó và mình cảm thấy rằng rất rất hợp. Đặc biệt là tôi, mấy ngày có mụn, tôi xịt Flame Tobacco cảm giác kiểu wow, bồng cháy luôn, mụn chín luôn. Và em này thì cũng khuyên là các bạn nam ở đâu đó độ tuổi tầm 20 cho đến 22 tuổi đổ ra thì các bạn có thể mặc. Còn với những cái bạn tầm 18 tuổi thì đôi khi đây là một chiếc áo quá rộng. Và con này thì về phong cách ăn mặc thì giống với Red Tobacco, giống với Spy Bomb của nhà Victor and Rope. Đó, chỉ là cái hiệu năng nóng cay ấm của nó mạnh bạo hơn so với Victor and Rope mà Spy Bomb phiên bản EDT thôi. Đấy. Còn với giá thành của nó thì tôi nghĩ rằng là đúng, nếu như mà một sản phẩm Việt Nam thì chúng ta thấy giá của nó hơi cao. Nhưng mà với những đợt sale hoặc là nếu như bạn thực sự thích một mùi hương thuốc lá không theo hướng quá ngọt thì đây là một trong những chai nước hoa các bạn nên thử vào năm nay. Rất đáng, và đặc biệt là đến từ một thương hiệu Việt, họ đầu tư chỉn chu thì chúng ta nên ủng hộ hàng Việt Nam. Vì dần dần thì các thương hiệu Việt Nam rồi cũng sẽ ra đời và họ cũng sẽ đầu tư thật nhiều cho những sản phẩm. Và cái việc là tránh cái ấy, việc là thời đại đang thời buổi đang kinh tế khó khăn, tiền thì chảy hết ra nước ngoài, có nhiều người còn sang livestream nước hoa của Trung Quốc để có thể bán cho những sản phẩm của Trung Quốc, thì tại sao chúng ta không ủng hộ tìm kiếm những thương hiệu Việt làm thực sự tốt, đúng không? Và La Poche là một trong những thương hiệu như vậy, và Flame of Tobacco là một trong những chai nước hoa mà các bạn nên thử có nốt hương thuốc lá, rõ đúng tính chất thuốc lá và rất nhiều thuốc cho mùa đông năm 2023. Đáng tiền, recommend. Ok. Và nếu như bạn đã được tình cờ thử qua mùi hương này rồi thì rất mong các bạn có thể chia sẻ cảm nhận ở bên dưới. Và nếu như ở Hà Nội muốn thử ở đâu thì con sẽ để link ở phía dưới rồi nhá, tôi đã nói ở phần đầu. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn lại. Bye bye.